Như chúng ta đều biết, rất nhiều các quốc gia đều có guideline quản lý viêm phổi cộng đồng cũng như là các guideline quốc tế khác. Tôi muốn hỏi giáo sư Mahasua, một khi mà độ nặng của viêm phổi cộng đồng và vị trí chăm sóc, nơi chăm sóc đã được xác định, thì các guideline quản lý hiện nay hiện giờ khuyến cáo cho điều trị CAP ở người lớn và đã có thay đổi gì không trong đại dịch khi nói tới việc lựa chọn kháng sinh? Xin nói về việc lựa chọn kháng sinh, đặc biệt là vai trò của beta-lactam, macrolide và fluoroquinolone cho bệnh nhân của bác sĩ. Tôi nghĩ đến một khía cạnh quan trọng khi mà quản lý viêm phổi cộng đồng. Trên thế giới, mỗi quốc gia thì lại thiết kế guideline riêng của mình tùy vào các tiếp bệnh nhân của họ, quần thể bệnh nhân của họ, các tác nhân gây bệnh, cũng như là các đặc điểm về vi sinh học. Cho nên, các guideline có thể có một số các điểm giống nhau. Guideline của ISA ATS 2019 nói là không thể nào mà có một cái chiến lược mà phù hợp cho tất cả khi mà nói tới điều trị theo kinh nghiệm viêm phổi cộng đồng. Các bác sĩ cần phải xét tới đặc điểm tại địa phương của họ và đặc điểm kháng thuốc, tần suất kháng thuốc tại địa phương. Guideline năm 2009 BTS về điều trị theo kinh nghiệm ở người lớn, họ nói là điều trị lựa chọn kháng sinh ở các ca độ nặng thấp điều trị trong cộng đồng thì kháng sinh được chọn sẽ là amoxicillin. Còn bệnh nhân nhập viện với viêm phổi cộng đồng độ nặng trung bình thì kháng sinh được chọn là amoxicillin và macrolide. Còn bệnh nhân nhập viện với CAP độ nặng cao thì chúng ta cần phải cân nhắc amoxicillin, lavulanate với macrolide như là clarithromycin. Và đối với những người bệnh nhân dị ứng với penicillin thì cefuroxim, tĩnh mạch cefotaxim hoặc là ceftriaxone với lại clarithromycin được khuyến cáo mạnh cho những bệnh nhân này. Và guideline năm 2019 của ISA ATS cũng rất là tương tự như vậy. Những người bệnh nhân ngoại trú không có bệnh mắc kèm thì có thể sử dụng amoxicillin hoặc là doxycycline hoặc là macrolide. Các bệnh nhân ngoại trú có bệnh mắc kèm thì có thể sử dụng đơn trị với fluoroquinolone hô hấp. Bệnh nhân nội trú không ở trong ICU thì có thể sử dụng beta-lactam với macrolide hoặc là fluoroquinolone hô hấp. Có thể hiện giờ các bạn cũng đã chứng kiến, chúng ta cũng có thể dự báo trước đó, đó là với đại dịch như thế này, không cần báo cáo, chúng ta cũng sẽ thấy là có sự gia tăng sử dụng kháng sinh. Hiện giờ chúng ta đã có 154 nghiên cứu bao gồm hơn 30.000 bệnh nhân COVID từ tháng 1 năm 2019 tới tháng 6 năm 2020. Và thật ra họ phát hiện cái tỷ lệ đồng nhiễm vi khuẩn chỉ có 8.6%, còn trong khi cái số ca có kê toa kháng sinh lại tới 74.6%. Đây là cái việc kê toa kháng sinh rất là không phù hợp. Và chắc chắn là nó sẽ làm tăng nguy cơ của sự nổi lên đề kháng kháng sinh. Đây là điều rất quan trọng khi mà việc kê toa quá mức kháng sinh sẽ gây hại nhiều hơn cho bệnh nhân về dài hạn. Hiện giờ chúng ta có guideline về COVID-19 như là guideline của NICE. Trong đó họ nói là trong cộng đồng thì không có dùng kháng sinh để phòng ngừa viêm phổi thứ phát do khuẩn ở bệnh nhân COVID. Nếu như mà chúng ta có nghi hoặc là có xác chẩn ca viêm phổi thứ phát do vi khuẩn thì khởi trị kháng sinh càng sớm càng tốt. Và về lựa chọn kháng sinh cho viêm phổi cộng đồng
gây ra bởi nhiễm vi khuẩn thứ phát thì cần phải xem guideline về kê toa kháng sinh cho viêm phổi cộng đồng của NICE. Họ có guideline rõ ràng về việc quản lý các ca bệnh COVID-19 và WHO 2020 cũng đưa ra guideline đó là việc sử dụng kháng sinh tràn lan cần phải bị kìm lại bởi vì nó sẽ dẫn tới tỷ lệ kháng kháng sinh cao hơn vốn sẽ ảnh hưởng về gánh nặng bệnh và tử vong trong đại dịch và cả sau đại dịch. Đó là các guideline quan trọng cho thấy là chúng ta phải cẩn trọng trong việc kê toa kháng sinh, đừng có sử dụng quá mức, quá tay đối với bệnh nhân COVID. Chúng ta cũng đều biết là kháng sinh đầu tiên dùng cho bệnh nhân COVID thì khi mà bác sĩ kê toa thường là azithromycin, cho nên chúng ta sẽ có vấn đề kháng macrolide với thực hành này. Các guideline khuyến cáo việc sử dụng các thuốc khác khi mà mức kháng macrolide đối với phế cầu khuẩn là hơn 30%. Một khảo sát toàn cầu cho thấy mức kháng erythromycin là 37%, nhưng mà ở một số vùng thì mức kháng macrolide đối với phế cầu khuẩn là 45% tới 80%. Với lại macrolide cũng không nên được sử dụng là đơn trị trong điều trị kinh nghiệm. Các nghiên cứu gợi ý là ngay cả với cái mức kháng nào mà mức thấp thì thất bại điều trị với đơn trị macrolide vẫn có thể dễ xảy ra. Tôi cũng xin nhắc tới các vấn đề khi sử dụng fluoroquinolone. Các bác sĩ gia đình cũng hay sử dụng kháng sinh fluoroquinolone. Cho nên nếu như mà chúng ta sử dụng quá mức fluoroquinolone thì nó sẽ thúc đẩy kháng fluoroquinolone các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và các tác nhân gây bệnh cư trú khác. Trong đó chúng ta đều biết là có sự liên quan giữa tình trạng viêm đại tràng do Clostridium difficile và fluoroquinolone. Bệnh nhân với nguy cơ lao thì chúng ta không nên sử dụng fluoroquinolone trừ phi chúng ta xác nhận là bệnh nhân chắc chắn là không có lao. Và tình trạng nhiễm trùng không phải là do lao, không phải là do khuẩn lao. Tại vì nếu như bệnh nhân mà có nguy cơ bị lao thì việc sử dụng fluoroquinolone nó có thể che phủ làm trì, nó có thể che phủ việc chẩn đoán, làm trì hoãn việc chẩn đoán cũng như làm tăng kháng thuốc và kết cục sẽ kém cho bệnh nhân. Cho nên là Ấn Độ chúng tôi chắc chắn là không thể nào mà sử dụng tràn lan fluoroquinolone trong thực hành. Chúng ta cũng có cảnh báo đến từ FDA Hoa Kỳ hạn chế việc sử dụng fluoroquinolone. Họ nói là khi mà sử dụng fluoroquinolone thì nó có liên quan tới các tác dụng phụ nặng không thể đảo ngược, có thể gây tàn tật, nó có thể gây ra các tác dụng phụ ở gân, ở cơ, ở khớp, dây thần kinh và hệ thần kinh trung ương. Và vì thế, rõ ràng là chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng fluoroquinolone. Giáo sư Mahasua, tôi xin được hỏi về bình luận của giáo sư về tầm quan trọng của hiểu biết về độ nhạy thuốc tại địa phương khi kê toa cho CAP. Liệu là có vấn đề gì liên quan tới kê toa kháng sinh trong đại dịch hay không? Không phải nơi nào cũng có các nghiên cứu đăng ký sổ bộ. Và ở những nơi mà không có dữ liệu như vậy thì khó mà đánh giá đặc điểm tại địa phương. Chúng tôi thì có các dữ liệu từ các viện, từ các bệnh viện lớn và nó có thể đại diện về đặc điểm
nhạy và kháng sinh, và đều, tất cả các báo cáo này đều cho thấy có sự gia tăng đề kháng kháng sinh. Khi mà chúng ta kê toa kháng sinh thì chúng ta phải theo đúng các nguyên tắc khi kê toa, nguyên tắc kê toa phù hợp. Việc sử dụng quá mức, việc sử dụng không phù hợp, lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn tới tình trạng khoản kháng thuốc. Cho nên nói tới nguyên tắc kê toa phù hợp sẽ giúp cho chúng ta giảm được nguy cơ khoản kháng thuốc. Đó là chúng ta chỉ điều trị kháng sinh cho tình trạng nhiễm vi khuẩn. Chúng ta phải thực sự là nghi ngờ đây là nhiễm vi khuẩn. Chúng ta cũng cần phải tối ưu hóa việc chẩn đoán và đánh giá độ nặng, tối đa hóa việc tiệt trừ khuẩn. Chúng ta cũng cần phải nhận thức được tần suất kháng thuốc tại địa phương và sử dụng PK/PD để đưa ra lựa chọn phù hợp, loại thuốc và liều. Chúng tôi có kết quả vi sinh ở quốc gia của chúng tôi và chắc chắn nó có thể giúp cho chúng tôi việc chọn lựa thuốc điều trị hiệu quả và liều điều trị phù hợp. Và từ đó giảm đi tình trạng đề kháng kháng sinh, chúng ta cũng cần phải tích hợp thông tin về tình trạng kháng thuốc địa phương, hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế. Nếu như chúng ta kê toa thuốc mắc tiền quá, nhiều khi chúng ta kê toa 2 viên, họ chỉ mua 1 viên, chúng ta kê toa 5 ngày, họ chỉ dùng 3 ngày. Chúng ta cần phải khuyến khích tuân thủ của bệnh nhân, cũng như là kê toa theo kinh nghiệm, nhưng mà thông minh. Đây là các chủng nhạy thuốc, các kết quả đánh giá nhạy thuốc kháng thuốc ở Ấn Độ. Trong đó, chúng tôi thấy là mức nhạy của phế cầu khuẩn với lại Haemophilus influenza với Amoxiclac là hơn 90%, cho nên rõ ràng đây là cơ sở để sử dụng thuốc này làm điều trị đầu tay trong viêm phổi. Và dành kháng sinh macrolide điều trị vi khuẩn không điển hình. Vậy thì hiện giờ đối với COVID-19 thì kháng sinh được sử dụng như thế nào? Kháng sinh được điều trị theo kiểu cho nghiên cứu hoặc là để điều trị các ca nghi là có đồng nhiễm vi khuẩn hô hấp. Kháng sinh cũng được dùng để quản lý nhiễm trùng bệnh viện thứ phát hoặc là sử dụng để điều trị đồng nhiễm thứ phát. Hoặc là nhiều khi bệnh nhân lại tự dùng thuốc kháng sinh tại vì họ nghĩ là bảo vệ được khỏi virus. Và điều này là việc sử dụng kháng sinh không hiệu quả. Còn về việc sử dụng azithromycin thì sao? Hiện giờ chúng ta có quan ngại rất lớn về điều này bởi vì nó sẽ dẫn tới kháng thuốc do việc sử dụng không hạn chế azithromycin cho bệnh nhân COVID-19 sử dụng một cách tràn lan không phân biệt thì sẽ sớm thôi chúng ta sẽ bị kháng thuốc.